tiếng là làm video là Hoạt Phụ Hồ. Hoạt Phụ Hồ nhận được nhiều gạch đá nhất Việt Nam. Chào các bạn, sau là công trường, hôm nay là một công trường mới các bạn ạ. Hôm nay là một cái video đặc biệt luôn. Bây giờ ở đây cái chỗ này đẹp này, chỗ này một lát mình sẽ ngồi đây. Bây giờ phải đi kiếm ăn á, đi kiếm một cái gì ăn các bạn, vì đói bụng đói quá. Bây giờ là hơn 1 giờ rồi các bạn. Đây, hôm nay là một cái video đặc biệt, mình sẽ làm và là cái quan điểm mà mình làm cái video của mình up lên YouTube ấy. Đấy, mình ra đây là có một cái quán luôn. Mình đi mua, hôm nay thì không mua cơm, mình sẽ mua một cái gì đó khác cơm để mình ăn. Mình sẽ quay cái đường, đây là ra một cái đường lớn luôn các bạn. Một con đường lớn, đây là kín hết xe luôn, bên kia là combini kia. Đây là cái bát mì tôm mình vừa mua về các bạn. Cái này mình cho nó nóng, để vài phút sau thì mình sẽ đổ đi. Và mình sẽ đổ nước đi, xong mình cho cái súp này vào các bạn. Là cứ thế là ăn thôi. Kia là thanh niên đang chuẩn bị thả xi các bạn. Là công trường đang làm ấy. Thì trong này mình nghỉ luôn ở đây thôi. Mình vào xe rất là nóng mà. Nóng kiểu như chiều nó chiếu ánh nắng vào các bạn. Mình sẽ ăn cái bát mì này. Ăn tạm bát mì tôm mà ra làm đâu. Hôm nay thì không ăn cơm. Đấy, hôm nay thì mình sang nhà hai thanh niên Tú với Cường ấy, cùng công ty ở khác chỗ. Buổi sáng mình đi xin một chút cơm. Bây giờ chưa không cơm là mình ăn mì thôi. Không ăn cơm, nay ăn mì. Này cũng là uống, mình mua một cốc nước, cái này là cái rẻ nhất ở siêu thị luôn mà, Fanta nhưng mà rất là ngon. Đấy, cái này có 100 yên thôi. Trộn cho nước súp vào đấy. Cái này là cái mì khô à, có cái mì nước là mình cho nước vào mình ăn luôn, nhưng cái này là mì khô luôn. Cái này không biết có muỗi không? Có muỗi tí mình ngủ. Nếu không thì mình phải chui vào xe mà. Nóng vẫn phải chui vào kiểu gì phải ngủ một chút. 50 phút ngủ được. Đồ ngủ vẳng. Và bỏ ra. Hôm nay thì đầu nó không sủ lắm mà, nên là bỏ ra được. Mình vừa làm cái đoạn video ấy, mình sẽ nói nhanh lại một chút này. Đấy thì chào bạn này, hôm nay thì mình vừa nghỉ trưa, mình nay mình đang đi ăn cơm thì ABC này xong mình mua vào đây. Đấy. Bây giờ mình ăn trưa, mình quay này kia, thế là xong hết một video. Đấy. Hay là hôm nào đặc biệt thì lại đi quay cảnh đường phố mọi thứ ấy. Đấy. Lại hết một video. Thì thời gian gần đây thì có rất nhiều bạn bình luận ấy, nói ý kiến là nào là bạn quay mãi như vậy mà không chán à các bạn. À là nói mình ấy. Đấy, là ông quay mãi như thế là không chán à. Bạn quay mãi một cái cảnh, một cách quay, một cách nói chuyện như vậy. Đấy, tôi lên mạng, nhiều bạn mình có bạn mấy lần rồi. Mình thấy là bình luận là bây giờ tôi lên mạng tôi xem cái gì hay ho về Nhật Bản, chứ không phải là suốt ngày mà xem ông ăn uống buổi trưa như này, đấy, ngồi như này. Đó, hay là nhiều có khá nhiều cái bình luận ấy, là bảo bây giờ bạn quay cái cảnh của Nhật Bản, quay trời đất, con người, mọi thứ, không phải quay suốt ngày quay mặt của ông nữa. Đấy. Thì mình không biết trả lời nào bạn những cái bình luận như vậy. Thì hôm nay thì mình sẽ làm hẳn video và nói về vấn đề này luôn. Thì cũng có bạn là nói là bây giờ cái kênh của bạn ấy nó lên có nhiều người biết đến ấy. Bạn hãy làm đúng cái chất của mình, hãy làm đúng cái kiểu như là cái cảnh đi công trường, cái thực chất kiểu từ ban đầu bạn xuất phát lên từ những cái video đi công trường, từ những video mà làm như vậy, bạn cứ làm mãi như vậy. Đấy, không phải chạy theo, vì là mấy trước mình làm vài video về siêu to khổng lồ các bạn, mấy video thử thách ấy, nhiều bạn comment là như vậy. Là mình vừa nghĩ ra một ý tưởng, mình nói vui thôi nhá. Mình bây giờ là San Vlog đó, mai này về Việt Nam đặt tên là Hoạt, mình tên Hoạt ấy, Hoạt Phụ Hồ. Về mình làm cái lều nhỏ đó, xong làm đi xây chát bữa đấy, làm đi xây, làm cứ xây lên xong đập phá. Cái mục đích đi xây là phụ, mục đích chính là quay phim, trời nắng cháy thì ra quay này, mưa bão bùng ra quay này, nửa đêm ra quay này, nếu không mưa mình tạo ra mưa quay, quần áo làm bẩn nát nát chút. Đấy, mục đích chính mình quay phim mà làm đúng cái chất của mình mà. Đấy, xong là làm một thời gian nổi tiếng, là làm video là Hoạt Phụ Hồ. Hoạt Phụ Hồ nhận được nhiều gạch đá nhất Việt Nam. Người Phụ Hồ nhận được nhiều nhất gạch đá Việt Nam. Cái là giả sử
kênh to lắm. Bây giờ mình ví dụ như bây giờ kênh của mình 40.000 sub, gần 40.000 người đăng ký đi. Mình làm video là bây giờ mình hoàn cảnh quá, nhà đã định xây nhà nhưng không có tiền xây nhà, không có tiền mua gạch đá để mà làm xây nhà hoặc làm móng này nè. Thì nhờ các fan, nhờ các bạn là mỗi người góp một chút, không có nhiều thì góp ít, mỗi người góp một viên gạch, nửa viên gạch cũng được, gạch để mà để xây nhà. Và ai không có gạch thì góp đá, đá để làm móng. Mỗi người cho một viên gạch thì bạn tưởng tượng là không biết là được một cái đống gạch nó to nào đâu. Ở đây 44 vạn gạch là xây được cái nhà to lắm các bạn. Đấy. Xây nhà to lắm. Hoạt phục hồi nhận được nhiều gạch đá nhất từ fan, nhất Việt Nam. Đấy. Vui một chút rồi bạn, thì mình sẽ làm video là cái quan điểm và cái cách làm video của mình đăng lên YouTube ấy. Đấy. Để mà chúng ta thống nhất quan điểm và cách làm của mình. Bởi vì là cũng có rất nhiều các bạn mà mới xem, nhiều bạn xem lâu, bạn có thể bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì những câu hỏi thì mình như này, mình làm mình nói nhiều, bây giờ mình sẽ nói lại nhanh thôi. Vì mình coi như là cái món ăn của mình thôi, mình làm để mình cố gắng mình làm tốt cho người khác, mình thử ăn được thì mình xem video mình xem được ấy, thì người khác cũng có người xem mà người cần như thế. Và ban đầu mình làm video là gần như là mình chỉ là mình làm thế như là mình để cho cá nhân mình làm kỷ niệm về đất nước mặt trời mọc, đất nước Nhật Bản, quay lên là không cần ai xem cả, quay để ẩn luôn ấy. Đấy, mai này mình đã công khai nhiều cái ra thấy hay, rất là nhiều người quan tâm ấy. Nhiều người quan tâm, nhiều người để ý thì bây giờ nó nhiều người biết đến. Thực ra nhiều cũng chưa nhiều so với kênh khác, kênh mình được 30-40.000 sub, 40.000 người đăng ký ấy. Thì là nhiều bạn quan tâm thì bây giờ thì mình thì là không phải là làm để cho cá nhân mình nữa mà làm chính cho các bạn. Bạn mình hướng đến các bạn là vì các bạn, làm bởi vì là phục vụ và mình lắng nghe các bạn ấy. Và rất nhiều video mình làm theo như các bạn rồi các bạn. Đấy, nhưng mà có những điều mà không thể làm được bạn rất là khó cơ. Đến một cái ví dụ như là bạn mà quay phố đèn đỏ, hoặc thực sự là mình không quay được các bạn, thực sự phải xin lỗi các bạn, mình không thể quay được. Hay là quay những cái em mặc bikini ở Nhật Bản đi bãi biển, hay là đi ra phòng tập, hay là ở cái lễ hội như vậy, thứ là mình không quay được các bạn, mình không quay được. Thứ là mình nhập ra thì tục mình vì các bạn mình làm, nhưng có những cái thì mình phù hợp với mình có thể thì mình làm được, và có cái thì mình không làm được, không thể làm được các bạn. Nó giống như là mình đi mình ngay bản thân mình mà không uống rượu bia ấy, ngay người Nhật là những bạn bè hay là anh em party hay là ăn chơi nhảy múa ở đây đấy, thì mình cũng tham gia cũng bình thường hết, vui vẻ bình thường, nhưng mà rượu bia là mình không uống. Đấy, mình vẫn thoải mái nhưng rượu bia mình không uống. Đó là cái quan điểm của mình như vậy. Máy sắp hết pin rồi các bạn, mình sẽ phải nói nhanh thôi. Thì cái kênh của mình là để phục vụ cái hướng mình đến là những cái bạn mà quan tâm về đến Nhật Bản ấy, đang có ý định đi Nhật, để mình để các bạn xem tham khảo, hoặc là những bạn mà quan tâm đến Nhật Bản, cuộc sống Nhật nó như thế nào. Thì cái này nó giống mình lấy một cái ví dụ này, ví dụ như là một cái cửa hàng ấy, cửa hàng mà ở trước cổng trường học chẳng hạn. Đấy, thế là mình bán tất cả những cái đối tượng của mình hướng đến là cái học sinh ấy. Đấy, cái học sinh trẻ em trẻ nhỏ ấy. Đấy, mình không có ý là nói các bạn là học sinh trẻ nhỏ gì cả, bởi vì là kênh mình trên 18 tuổi là khoảng 95% luôn ấy. Đấy, chỉ một ít người dưới 18 tuổi thôi. Thì là mình ở cái cửa hàng của mình ấy, là như cái kênh của mình là ở trước cái cổng trường học ấy, mình đối tượng của mình là học sinh, và mình bán tất cả những cái gì như là đồ chơi trẻ em này, sách bút này, bim bim này, đồ ăn sáng mọi thứ này, hay là giấy bút, hay là cái đồ chơi mọi thứ, tất cả những cái gì mà búp bê mọi thứ là liên quan đến trẻ em. Đấy. Mình làm tất cả mình phục vụ, kiểu như là cái video mình phục vụ tất cả cái đối tượng khán giả là như vậy. Đấy. Nhưng mà đôi khi thì có bạn góp ý là ông làm thế cũng được, nhưng mà ông phải làm cái gì nó khác, nó mới lạ đi để kiểm soát. Ví dụ ông bán đồ chơi người lớn chẳng hạn. Đấy, vì đây là có rất nhiều đối tượng phụ huynh đi qua đây. Đấy, đây ông chỉ bán một cái đồ đấy thì lãi mấy trăm nghìn còn hơn ông bán và cả mấy trăm cái túi bim bim. Đấy. Hay là ông mà làm một cái làm một cái hộp, cái thùng, cái tủ bán thuốc thú y đây này. Đấy, ngoài bán đồ trẻ em thì ông còn bán cái đồ này nữa. Thì cũng rất nhiều tiền luôn, bán một cái được lãi bao nhiêu tiền còn hơn ông bán lại bim bim bán đồ kia vết nhặt bao giờ mới được một tiền. Đấy, nó giống như hệt là các bạn mà bây giờ mình đang làm chủ đề các bạn mà gợi ý, mà góp ý cho mình ấy. Thực ra thì cái đó thì mình rất là tốt và rất cảm ơn các bạn, bởi vì là một là các bạn gần như là cũng quý mình ấy, là muốn kênh mình phát triển này kia, nhưng mà thực sự là mình không có những cái mình làm được, nhưng có cái thì mình không làm được các bạn ạ. Không phải cái video nào mình cũng quay được đâu. Bây giờ là hơn 12 giờ bạn, hơn 12 giờ đêm đấy, thì chúng ta cùng nhau ra ngoài ngõ này, ra ngoài kia lan can ngắm cảnh thành phố vào đêm, thị trấn này.
Đây là cái phố mình đang đứng ở tầng 2 bạn ạ. Tầng 2 luôn. Rất là vắng, thi thoảng mới có ô tô chạy thôi. Đấy. Bên trong này là vẫn còn bao việc bạn. Đấy. Công việc một lát thì mình làm một chút việc nữa mình mới đi ngủ ấy. Đấy, nhà bao việc này. Lộn xộn không biết quay rõ không. Thì là hôm nay thì buổi chiều ấy, mình đứng đây hơi tối nhỉ. À, có đều có cái bóng điện đây cơ. Hôm nay buổi trưa thì mình làm video mà cái lúc đó thì là cái kênh cái máy của mình hết pin ấy bạn, là lúc đó thì rất nhiều cảm xúc mà rất muốn nói nhiều thứ hay, nhiều thứ ấy, nhưng bây giờ thì không nói được, không biết cái gì nữa bạn, không biết gì nói. Kiểu như là khi các bạn làm video bạn sẽ hiểu là có lúc mình làm 2-3 video liền luôn một buổi, nhưng có lúc mà mấy ngày 2-3 ngày mà không làm được cái video nào, không cảm xúc là không làm được, không nói chuyện được ấy. Đấy, không có hứng làm video nữa. Đây này mà xe người Nhật này. Vẫn ở đây này. Đấy. Ngày mai 5:30 là có mặt ở trên bãi để xe rồi, và hơn 12 giờ và người ta còn không biết ăn uống là tắm rửa gì nữa, không biết là người ta sống như nào. Mai xong lại 5:30 là đến 8-9 giờ đêm, lại nửa đêm, hôm 11-12 đêm, rất nhiều hôm là như này luôn, người ta vẫn làm như vậy. Thế nhiều lúc mình làm nghĩ là một ngày một video đấy, mình thấy là vất vả, nhưng mà người ta một ngày người ta làm như thế mà chưa bằng người ta, chưa bằng cái thời gian của người ta làm, người ta cống hiến, người ta làm cho công việc như thế. Mình thì mình vẫn đang cố gắng thôi. Còn video của mình thì chắc mình vẫn làm theo cái hướng của mình và theo những cái số đông của cái ý kiến của bạn khán giả. Tất nhiên thì khi mà mình làm ra thì bao giờ cũng có cái ý trái chiều, và nó cũng bao giờ cũng có hai cái chiều ấy. Đấy, nhưng mà mình vẫn lắng nghe các bạn, lắng nghe các lời bình luận, bởi vì là bình luận là mình đọc hết bạn. Mình tương tác rất ít khi nào sót luôn, sót rất ít luôn. Sót thì mình nghĩ là khoảng tầm 95% đủ ra là mình đọc hết, tương tác hết. Mặc dù mấy hôm nay là rất là nhiều người bạn bình luận ấy. Không phải là những cái bạn mà cái video đầu tiên mình mới up mà những cái video ngày xưa, ngày từ trước các bạn xem bạn bình luận mà mình vẫn đọc hết. Có đôi khi thì sót nhưng mà ít khi sót các bạn. Những bình luận không tương tác thường là nó có vấn đề gì đó mình mới không ấy thôi. Mình mới không thả tim hay là không bình luận. Thường là mình đọc qua hết. Đấy. Nói chung là mình sẽ lắng nghe các bạn và làm theo các bạn. Đấy, phần đông với số các bạn thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì cảm ơn bạn xem. Chào bạn, hẹn gặp bạn ở những video tới. Chào các bạn.